Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Chiến trường Thanh Dương vực. Giết. Chết. Chiến trường Huyền Minh vực. Đang ở đây, đám nhãi ranh của Mạc Tông nhanh chóng chịu chết đi. Nạc cửu phẩm. Âu Dương Liệt tấn thăng cửu phẩm rồi. Giết giết giết. Chiến trường Đại vực. Ở bên khác, Cờ Sơn, hắn đã tấn thăng cửu phẩm rồi. Chỉ có ngươi là nhiều lời. Chạy đi đâu? Được nhìn thấy như mấy thằng trong Goku vậy. Ở các lời cổ đại vực, cường giả của hai tộc Nhân và Mặc quay lại nguyên điểm. Nhân tộc thừa cơ hội giết cường giả của Mặc tộc. Có rất nhiều vực chủ, thậm chí là Ngụy Vương chủ lần lượt vẫn lạc. Mặc tộc tổn thất nghiêm trọng lặng lề. Bên ngoài Bất Hồi Quan. Vương chủ đại nhân cứu mạng. Bên ngoài Sơ Thiên Đại Cấm. Mọi người cố gắng lên. Đáng ghét, những Mặc tộc này càng lúc càng ngông cuồng hơn rồi. Là Tuyết Nhi đã tấn thăng cửu phẩm rồi. Còn có cả Tô Nhan bọn họ. Đại ca ở trong Càn Khôn Nư tấn thăng cửu phẩm. Các vị tàu tẩu không cần phải lo lắng. Tốt quá rồi, lần này chúng ta có thể an tâm rồi. Các tỷ muội đi thôi. Cùng ta đi giết kẻ địch. Được.